Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, báo động cho chúng ta, người giàu có vào nước Thiên Chúa khó lắm, hầu như là không thể được. Cái con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa cơ mà. Thì hầu là hầu như không được đâu. Anh chị em cũng lấy làm lạ, nhưng mà đây là cái lời cảnh tỉnh mà nó thật là như vậy đó. Chứ không có đe dọa, nói đùa. Với tất cả cái sự thượng trí của Chúa, Chúa nói với chúng ta cái điều đó. Cho nên phải chọn lựa, hoặc là nước Thiên Chúa, hai là tiền bạc của cải, phải chọn thôi. Anh chị em bảo con chọn cả hai, con vừa chọn Chúa mà con vừa chọn tiền bạc. Anh chị em khôn lắm, bắt cá hai tay. Nhưng mà Chúa bảo không được đâu, hoặc là Chúa hoặc là tiền, chọn một trong hai thôi. Không khôn quá với Chúa được, bởi Chúa biết mà, Chúa biết là không thể được. Cho nên đừng bắt cá hai tay, phải chọn. Các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay kể lại cho chúng ta những cái người đã biết chọn như thế nào. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, trước trong sách Khôn Ngoan, chúng ta thấy cái lời được coi là của Salomon: tôi đã chọn sự khôn ngoan hơn tất cả mọi sự khác. Và quả thật, chúng ta đọc lại ở trong sách Các Vua, khi David qua đi rồi, Salomon là con lên nối nghiệp cha, Chúa nói với Salomon: ta cho con chọn đi, bất cứ điều gì con muốn. Salomon quả thật là một người khôn ngoan, dù còn trẻ nhưng mà ông đã có cái sự khôn ngoan. Ông đã thưa với Chúa: xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan, ban cho con đức khôn ngoan. Con không xin giàu sang của cải, chiếm đất đai, thống trị quân thủ. Con chỉ xin Chúa cho con sự khôn ngoan để con cai trị dân Chúa, lãnh đạo dân Chúa. Và Chúa đã trả lời với Salomon: bởi vì ngươi đã xin sự khôn ngoan mà không xin tất cả những điều khác, vậy thì ta sẽ cho ngươi sự khôn ngoan, và ngay cả những điều mà ngươi không xin ta cũng ban cho ngươi luôn: giàu sang, phú quý, của cải, quân thù, đất đai, ta sẽ ban cho ngươi hết. Và quả thật anh chị em thấy Salomon đã lãnh đạo dân Do Thái một cách rất là tốt đẹp. Nhưng mà về già, ông đã không chọn như vậy nữa. Về già, ông đã chọn tiền bạc, ông đã chọn một cái sự thỏa hiệp chính trị với các dân tộc xung quanh. Cho nên cuộc đời của ông về cuối, đó là cả một sự thảm họa, và đất nước Do Thái bị chia đổi. Salomon lúc đầu đã chọn đúng, chọn sự khôn ngoan, chọn Chúa thôi, còn tất cả chuyện khác Salomon bỏ qua. Và khi chọn Chúa thì Chúa cho hết. Một sự chọn lựa thứ hai mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là sự chọn lựa của một người giàu có. Thánh Marco thì không nói rõ, mà Thánh Matthew thì nói rõ đây là một chàng trai, một thanh niên. Chúng ta nghe kể đấy, anh ta đã chọn cái gì? Khi mà Chúa nói nếu muôi về bán tất cả của cải mà cho người nghèo khó, thì ngươi anh sẽ được một cái kho báu ở trên trời. Của cải, giàu sang, kho báu ở trên trời, sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời. Chúng ta thấy chàng thanh niên này đã chọn của cải tiền bạc. Khi mà nghe Chúa nói như vậy, anh buồn lắm, đang phấn khởi, hứng khởi, buồn lắm, bởi vì anh ta giàu lắm, của cải. Của cải cản trở làm cho anh không chọn Chúa được. Chúng ta đừng bảo anh này bê bối, anh này là người ngoan đạo đấy, anh là cái người tốt đấy, tự động anh đến xin hỏi Chúa: lại thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa bảo thôi,
ngươi hãy giữ các giới răn của Chúa, đừng trộm cắp, đừng giết người, đừng gian tham, đừng có làm chứng gian, chớ làm hại ai, rồi thảo hiếu với cha mẹ. Tốt lắm. Anh ấy nói: thưa thầy, tất cả những điều này con đã giữ từ thuở bé cho tới bây giờ. Một người ngoan đạo, một người có thể gọi là đạo đức. Nhưng mà giờ phút này anh ấy đã chọn tiền bạc của cải hơn là đi theo Chúa Giêsu. Tiền bạc của cải cản trở anh ấy. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay quả thật là một cái lời khó, một lời quyết liệt mà chúng ta phải chọn. Lẽ dĩ nhiên, lời Chúa hôm nay trước hết đòi hỏi chúng tôi, những người tận hiến cho Chúa, giám mục, linh mục, tu sĩ, phải hiểu lời Chúa ngày hôm nay một cách tuyệt đối. Tiền bạc, của cải, vật chất vẫn cám dỗ chúng tôi nhiều lắm. Thánh Phêrô đi theo Chúa tới giờ phút này đó mà cũng còn đặt ra cho Chúa một câu hỏi: thưa thầy, chúng con đi theo Chúa này một thời gian dài rồi, chắc 2 năm rồi, chúng con đã từ bỏ tất cả mọi sự, vậy thì chúng con có được bù lại cái gì không? Vẫn còn ham tiền bạc lắm. Chúng tôi vẫn còn ham của cái tiền bạc lắm, thưa anh chị em. Và chúng tôi phải nghe lời Chúa để mà thực hiện một cách quyết liệt. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay cũng áp dụng cho cả anh chị em nữa đấy. Những người giáo dân sống giữa đời, những người hàng ngày chạm tới tiền bạc, đi làm ăn buôn bán chạm tới tiền bạc, Chúa cũng nói với anh chị em: tiền bạc của cải nó cản trở anh chị em, nó làm cho anh chị em khó vào nước trời đó. Đó là một lời báo động, một lời cảnh tỉnh đấy. Chúng ta không thể coi thường được. Nếu chúng ta coi thường thì nó cũng sẽ xảy ra thôi, như là cái virus corona cũng đã xảy ra thôi. Nhưng mà tới khi chúng ta thấy nó xảy ra rồi thì nó cũng phá vỡ hết rồi. Tại sao Chúa lại cảnh tỉnh chúng ta như vậy? Anh chị em cứ nhìn vào cái đời sống bình thường chúng ta ngồi mà chiêm nghiệm ra, ngẫm nghĩ, chúng ta cũng nghiệm thấy những điều đó nó xảy ra và Chúa nói là đúng thôi. Thứ nhất, người bám vào đồng tiền, mải mê, say mê tiền bạc của cải thì làm sao? Thứ nhất, nhiều cái cơ hội để phạm tội lắm. Nghèo khó một chút có khi lại đỡ, có tiền có bạc rồi cứ mải mê cuống hút. Rồi có tiền bạc thì có các tất cả các cái điều kiện vật chất thôi, nhà cửa, tiệc tùng, ăn chơi. Nghèo một chút thì còn trung thành với gia đình, vợ chồng con cái. Có tiền một chút thì lại dễ lăng nhăng, rượu chè bê bối, vân vân. Những cái cơ hội phạm tội nó rất là gần. Mà anh chị em thấy không? Thường là vướng, thường là vướng, khó thoát lắm. Mà có giữ được chăng nữa thì còn một cái cạm bẫy, cái khó khăn thứ hai. Đó là như anh chàng thanh niên giàu có kia, sống đạo tốt, giữ các giới răn của Chúa, con không có chơi bời, con không có ngoại tình, con không có vướng vào điều gì hết, con giữ tất cả những điều đó từ thuở bé, con là một người Kitô hữu đạo đức, con có tiền, con giàu có nhưng mà con vẫn sống đạo đức. Nói vậy nhưng mà còn cái bước thứ hai này này, tiền bạc nó níu kéo chúng ta và chúng ta cậy dựa vào tiền bạc, không còn có khả năng để mà cậy dựa vào Thiên Chúa nữa. Chúng ta ỷ lại vào tiền bạc: tôi có tiền tôi có thể làm được tất cả mọi sự, cái gì cũng mua được bằng tiền, mà cái gì không mua được bằng tiền thì cũng mua được bằng rất nhiều tiền. Người ta nói như vậy đó.
chứ mình cậy dựa vào tiền bạc thôi, có chỗ bảo đảm quá rồi. Khó mà tin tưởng nơi Chúa, khó mà cậy dựa vào Thiên Chúa. Mình tưởng rằng tất cả cuộc sống này là do cái bàn tay, do cái trí khôn của chúng ta, không còn có cái khả năng để mà trở thành bé nhỏ, trông cậy, phó thác vào Thiên Chúa nữa. Rồi điều thứ ba, mình có tiền có bạc, mình dễ coi thường người khác lắm. Mình khinh thường người nghèo. Mình có tiền có bạc, mình coi nhẹ tình nghĩa anh em chị em lắm, tình nghĩa gia đình nhiều khi nhẹ lắm. Có tiền có bạc mất hết tình nghĩa, nghèo một chút thì sống tình nghĩa với cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, họ hàng, bạn bè. Mà có tiền có bạc thì mẹ liệt vào một cái thế giới khác rồi. Mà chúng ta biết rồi, mình coi thường người nghèo thì cuối cùng làm sao? Tới ngày phán xét thì làm sao mà vào được nước Thiên Chúa được? Chúa bảo thôi đi ra thôi. Mình phải yêu mến người nghèo, tôn trọng người nghèo, người khổ, người bị bỏ rơi, thì chính họ đón chúng ta vào thiên đàng. Còn khi mình cậy dựa vào tiền bạc, mình coi thường người ta, thì cuối cùng Chúa nói đi chỗ khác. Cho nên điều Chúa nói là sự cảnh tỉnh, mà nó sự thật như thế. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Bài đọc thứ hai trích trong sách thư gửi tín hữu Hebrew nói với chúng ta, lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu, sắc bén hơn là gươm hai lưỡi. Lời Chúa là thật, là đúng, với tất cả sự thượng trí của Thiên Chúa. Chúa nói với chúng ta những điều đó. Anh chị em hãy tin vào lời Chúa, để đừng cậy dựa, đừng bám víu vào tiền bạc. Hãy biết chọn Chúa. Trong những ngày này, anh chị em đang sống giữa cái bầu không khí đại dịch, chúng ta chứng kiến cái gì? Chúng ta chứng kiến cái virus corona. Đó là một cái gì đó vật chất rất là nhỏ bé, phải nhìn kính hiển vi mới thấy được nó. Nhưng mà chúng nó cướp mạng sống của chúng ta, chúng nó đang phá hoại, đảo lộn tất cả đời sống của chúng ta. Tiền bạc không là gì đâu. Có khi anh chị em bảo tôi có tiền, tôi mua thuốc chích ngừa, tôi tiêm 2 mũi, 3 mũi bảo đảm. Thưa anh chị em, tới lúc rồi thì chả là cái gì hết. Rồi chúng ta chứng kiến gì nữa? Chúng ta chứng kiến là có một cái gì đó nó còn hơn cả tiền bạc nữa cơ. Để bao nhiêu người, anh chị em di dân từ các tỉnh về thành phố này làm ăn, tới lúc này bị đối diện với một tình huống khó khăn, tiền bạc không có, thất nghiệp đó, rồi nguy cơ lây nhiễm hàng trăm nghìn người, bao nhiêu đó chúng ta cũng chưa có thống kê, đổ xô về miền quê từ Bắc chí Nam, bỏ lại thành phố sau lưng. Thành phố này giàu sang, năng động, hấp dẫn thật, nhưng mà phải bỏ lại đằng sau, đi trở về miền quê. Người ta thấy rằng còn có một cái gì khác, nó còn cao hơn. Đó là tình nghĩa gia đình, về với cha mẹ, ông bà, về với vợ chồng, với con cái, về với anh chị em. Nghèo một chút nhưng mà tình nghĩa đầy ắp. Ở đây một mình vật lộn với cuộc sống, có khi lại cô đơn. Cho nên chúng ta cảm thấy là nó có một gì đó còn cao cả hơn tiền bạc. Ước gì ngày hôm nay chúng ta nghe lời Chúa báo động, lời Chúa nói thật, và chúng ta tin vào lời Chúa. Anh chị em là những người giáo dân sống giữa đời, chúng ta cứ phải xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế, làm việc, tìm ra tiền bạc. Nhưng mà chúng ta nhớ đừng cậy dựa vào tiền bạc, đừng có bám víu vào tiền bạc. Không thể làm tôi hai chủ được, phải chọn lựa, và nhất là thực hiện điều Chúa dạy chúng ta,
ai có tiền có bạc thì bố thí giúp đỡ những người nghèo khó bên cạnh chúng ta. Đó chính là chìa khóa để mở cửa nước trời cho chúng ta. Giờ đây chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta nhìn ngắm Chúa Giêsu là đấng rất giàu có, là Thiên Chúa của chúng ta, ngựa xuống trên bàn thờ này. Anh chị em nghe lời Chúa nói đó, chúng ta sẽ có một cái kho báu ở trên trời. Bây giờ chúng ta chưa thấy, nhưng mà khi nhắm mắt lại chúng ta mới thấy quả thật cả một cái kho tàng ở trên trời. Vàng bạc của cả dưới đất chả là cái gì hết, một cái kho báu ở trên trời. Chúng ta tin vào lời Chúa và nhờ Thánh Thể Chúa, nhờ lời Chúa anh chị em nghe hôm nay, chúng ta bước đi trong đường lối Chúa với tất cả sự tín nhiệm, phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. Amen.